đi, là bạn gái tôi nhé. Tôi sẽ trả lời sau đợt kiến tập này. Team ca nhạc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình bộ lần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chậm thôi, chậm thôi. Sẵn đi. Anh sai.